Vâng, mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp Nhật của em trên YouTube nhé. Em giới thiệu cho các bác một dàn xe, nhưng mà em sẽ đi chi tiết một con Chevrolet thôi. Con mang mã số là E655 nha các bác. Đây này, con này size gióng của nó là 40 xe. Đấy, phù hợp với người có chiều cao là 1m55 trở lên là đi chiếc xe này ok rồi. Đấy, càng trước của nó là có càng cuộc nhún này. Có căn chỉnh sóc đàng hoàng nhá. Con này là con touring bán địa hình của Pháp xuất Nhật Chevrolet. Màu của nó là màu trắng sữa nha các bác. Màu trắng sữa. Chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip các bác, 8 tầng lip các bác. Như thường lệ thì các bác xem video thì nhớ kích cho em xin nút like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất bên em. Một dàn xe như thế này thôi, nhưng mà em chỉ đi chi tiết một con thôi nhá. Mời các bác xem này. Đây là con này khung sườn nhôm này. Đó. Khung sườn nhôm. Cọc in này, gọng in và in zin đét theo xe rồi nhá. Bản rè địa hình này. Bản rè lá lúa này. Có touring này. Lốp con này là lốp zin nhá. Lốp zin theo xe. Thông số của nó là 700 nhân với lại 32C. 700 nhân 32C, vành hai lớp, vành nhôm. Nan hoa thì là inox chân đồng rồi. Quy đề là của Shimano Tonic. Chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng lip các bạn. 3 đĩa 7 lip nhá. Sen lip đều của Shimano luôn. Đùi 4 chấu, đùi nhôm, nguyên zin theo xe. Đấy, cối nổ giòn tan. Đấy, đùi nhôm nguyên zin theo xe, mặt sau của đùi đây, khắc chữ khắc số đây này. Rất rõ ràng luôn. Pedal này pedal bạc đạn nhá, pedal gọng nhôm phản quang hai mặt màu vàng, trái phải đồng bộ. Gạt đĩa cũng Shimano Tony luôn. Phanh này phanh của Techo nhá, phanh trước phanh sau đều là gọng chữ V. Đấy, đều là gọng càng chữ V như hai mảnh nhôm của Techo. Khóa hồng tháo lắp clock, nâng hạ cọc in, chỉnh sửa cho nó phù hợp với chiều cao của các bác đi. Meyer thì là Meyer, con này là Meyer của Zytech. Meyer nhôm nhé, nguyên zin. Meyer nhôm nguyên zin Moruda này vậy. Nhôm mạ chrome sáng choang luôn. Rất đẹp. Tem chữ của nó đây. Tem chữ Nhật. Một con xe Pháp xuất Nhật cực kỳ chất, xốp Asahi. Gọng nước là gọng nhôm mạ chrome sáng choang luôn. Con này khung sườn là full nhôm. Logo đây, logo của Chevrolet đây các bác này. Đó, Chevrolet này. Gọi là có chữ A sắc Á đây. Logo thương hiệu của Chevrolet nhá. Chevrolet tem chữ của nó là màu đen nha các bác. Bản 1CV, Velo model 1CV. Càng trục phuộc của nó đây. Đấy, càng trục phuộc của nó là trục nhôm nhá. Đấy, càng thì càng có săn tốt rồi. Càng săn tốt. Đấy, càng thép chịu lực. Phản chỉnh đây, phản chỉnh sóc đây. Phanh trước của Techo đồng bộ phanh sau. Cấu hình bánh trước như bánh sau, lốp zin. Thông số 700 nhân với lại 32C, lốp của Kenda. Phanh nhôm hai lớp, nan hoa inox chân đầu. Meyer zin mạ chrome sáng choang. Mạn sườn trái của xe này các bác. Rất đẹp. Con này là vô tăng này. Vô tăng của nó là vô tăng nhôm nhá. Bản là 8 sen, 3 vòng, không chén, nắp chụp nguyên zin. Ghi đông thì ghi đông cánh én mạ chrome sáng choang luôn. Đấy, bộ bấm xả líp đĩa là ăn một cụm với phanh, tay nhôm nhá. Đấy, của Shimano luôn, cực bền. Hệ thống dây phanh màu trắng này. Dùng bật cơ nguyên zin này, mặt nạ đặc. Hai ốc lục. Trục giữa chạy bạc đạn nhá. Chân chống gọng bán thép gọng nhôm cực kỳ chất rồi. Đó, các bác nhìn này. Rất chỉ là chất lượng luôn. Bác ưng mẫu xe này thì alo cho em nhá. Số điện thoại chạy trên video ghi ở phần tiêu đề đấy. Và xe này em đã test cẩn thận rồi. Phản quang càng sau là màu đỏ, hai bánh là màu vàng. Đấy, giá chiếc xe này là 8,5 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. 8,5 triệu đã bao gồm phí ship. Đấy. Con xe này thì các bác trung tuổi thì cần em lên đồ thì em sẽ lên đồ phụ kiện cho các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Khi các bác mua xe em lên đồ phụ kiện là nó rất đẹp. Ngoài những chiếc xe full đồ như thế này ra lên thêm phụ kiện như là bơm bao da, rồi là bình nước, hay là gắn điện thoại. Đấy, túi đựng phụ kiện tư trang khác.
Các bác nhớ đón xem những video tiếp theo của em nhé. Trên kênh em sẽ đăng hàng ngày. Đấy, em báo giá lại là 8,5 triệu, mã số là E655 nha các bác. E655 chia vô pháp xuất Nhật.